Nay cả nhà mình sẽ qua nhà của chú Tư giới thiệu cho các bạn cách mai mùng ở gia đình mình nha. Giờ mà mọi người cùng đi. Mình nhét bự nữa nha. Giờ có muốn bự gì à, về ăn hả? Ồ, thôi còn bự hơn kìa, tôi nhét cả với ba em luôn. Nhiều luôn.
trong đường cũng vậy, không có ai mai bằng đó, nghe biết không, không ai bằng. Một ngày mà mỗi hồi nhỏ nó đi học đó là một ngày về làm 80 cái không, 80 cái ngang rồi bạn đi học. Rồi nhỏ như vậy luôn hả? Rồi bây giờ con đang làm gì đó? Mai cái này là mai gì? Mai cái hông một hông, mai hông hông rồi đi gác. Thank you.
giờ thấy thì lúc nó ngồi cái dàn mai mà cái giò của nó đập chưa tới. Chưa tới nó đứng nó đạp. Ngồi mắt kê lên cái ghế lên nó đạp mới tới. Dạ. Ừ. Nó bị cỏ hả vậy? Cỏ thì mạnh sàn, cỏ thì cũng khác. Dạ, chỉ sàn mát. Đợi mai nó. Hoàn thành một cái bụng. Đây, đó là
bây giờ đang xếp mồm lại. Không phải đắt lộn dưới hả? Để xem những video clip mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.